tất cả các con, các con ơi, từ trước chúng mình đã được vòng quen với chữ cái o o ơ. Trong lông ngoài là những như chùi, khúc thịt ở giữa có mùi thơm thơm. Đó là quả gì các con? À, để biết được đó là quả gì thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với lên màn hình cô giáo nhé. À, cô có bức tranh quả gì đây? À, cô có bức tranh quả xoài, đúng không? Để bức tranh quả xoài, cô có từ quả xoài. Bây giờ cô mời các con sẽ đọc quả xoài cô giáo nào? Quả xoài, quả xoài, quả xoài. À, trong từ quả xoài có những chữ cái nào mà chúng mình đã được học rồi? Có những chữ cái mà chữ gì nhỉ? Chữ U, chữ U, chữ A, chữ O, đúng không? Và hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình chữ cái mới, đó là chữ cái gì? Chữ cái có màu đỏ đó chữ gì nhỉ? À, đó là chữ Y. Chúng mình cùng quan sát lên màn hình cô giáo nào. To hơn. Bây giờ cô sẽ cùng chúng mình sẽ lắng nghe cô phát âm chữ Y nhé. Y, Y, Y. Bây giờ cô mời các con phát âm chữ Y cùng cô giáo nào. Y, Y, Y. À, đây là chữ Y. Chữ gồm có một nét sổ thẳng từ trên xuống dưới và một cái dấu chấm ở phía bên trên. Được đó tạo thành chữ Y. Bây giờ cô mời các con sẽ phát âm chữ Y cùng cô giáo nào. Y, Y. À, chữ Y gồm có chữ Y in thường và chữ Y in hoa và chữ Y viết thường. Và chữ Y này đều có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là Y. Bây giờ cô mời các con sẽ phát âm cô giáo nào. Y, Y, Y. À, các con ơi, trời tối rồi, đi ngủ thôi. Trời sáng rồi, o, 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 o. Chúng mình cùng quan sát màn hình cô giáo nào. Cô có bức tranh gì đây ạ? À, cô có bức tranh quả táo đúng không? À, có bức tranh quả táo, cô có từ quả táo. Chúng mình cùng đọc cùng cô giáo nào. Quả táo, quả táo, quả táo. À, trong từ quả táo có những chữ cái nào mà chúng mình đã được học rồi? À, trong từ quả táo có chữ U, chữ U, chữ A và chữ O mà chữ cái là chữ cái mà chúng mình đã được học rồi đấy. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình chữ cái mới, đó là chữ cái màu xanh. Đó là chữ gì? Đó là chữ tờ, không? Và chúng mình sẽ chú ý lắng nghe cô phát âm chữ tờ nhé. Tờ, tờ, tờ. Bây giờ cô mời các con sẽ phát âm cùng cô giáo nào. Tờ, tờ. Các con ạ, đây là chữ tờ. Chữ tờ có một nét sổ thẳng từ trên xuống dưới và một nét ngang đứng ở phía bên trên, được cấu tạo thành chữ tờ. Để chúng mình phát âm lại nào. Tờ, tờ. Cô có chữ tờ đấy, chữ tờ in hoa, chữ tờ in thường và chữ tờ viết thường. Ba chữ cái này có kiểu viết khác nhau nhưng đều phát âm là tờ. Bây giờ cô mời các con phát âm cùng cô giáo nào. Tờ, tờ, tờ. Để với các con, cô lại có một câu đố đố chúng mình đấy. Để biết được câu đố đó đố về quả gì, cô mời các con cùng chú ý lắng nghe nhé. Quả gì mặc áo vàng xanh, ăn thì rất ngọt lành và nước uống thơm mát, còn ngọt hơn cả chanh. Đó là quả gì các con? À, để biết được quả gì chúng mình quan sát lên màn hình cô giáo nào. À, cô có bức tranh về quả cam không?
quả cam, cô có từ quả cam. Bây giờ cả lớp chúng mình sẽ, bây giờ cô với các con sẽ đọc cùng cô nào. Quả cam, quả cam, quả cam. À, trong từ quả cam có những chữ cái nào mà chúng mình đã được học rồi? Là chữ gì nhá? Chữ U, chữ U, chữ A mà chúng mình đã được làm quen với tiết trước rồi. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình về chữ cái màu đỏ. Cờ, cờ, cờ. À, các con, đây là chữ cờ. Chữ cờ gồm có một nét vuông tròn hở phải được cấu tạo thành chữ cờ. Bây giờ cô với các con phát âm chữ cờ của cô một lần nữa nào. Cờ. À, chữ cờ gồm có chữ cờ in tường, chữ cờ in hoa và chữ cờ viết thường. Ba chữ cờ này thì có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là cờ. Cờ, cờ, cờ. Vừa rồi chúng mình vừa phát âm chữ cờ có không? Bây giờ chúng mình sẽ so sánh điểm số và khác nhau giữa chữ y và chữ tờ cùng cô giáo nhé. Điểm giống và điểm giống nhau giữa chữ y và chữ tờ đều, chữ y và chữ tờ đều có một nét sổ thẳng từ trên xuống dưới. Và điểm khác nhau giữa chữ y và chữ tờ, chữ y có một dấu chấm ở phía bên trên và chữ tờ gồm có một nét ngang ngắn ở phía bên trên. Đó là điểm khác nhau giữa chữ y và chữ tờ. Vừa rồi các con vừa được làm quen với một chữ cái nha. Chúng mình vừa được làm quen với ba chữ cái, đó là chữ y, chữ tờ và chữ cờ. Bây giờ cô mời các con sẽ đọc lại với cô giáo một lần nữa nào. Y, tờ, cờ. Các con vừa được làm quen với ba chữ cái, đó là chữ y, tờ, cờ. Ở nhà các con nhớ học ba chữ cái giúp cô giáo nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả các con.